lâu tâm bi khăn là ba trong tiểu lấy câu salam la tan api tổ ông cây mỹ va tại sai tầm tra ta chế hôm mai mong nhớ thăm lam to nhà trà trăm pa bị sang xe California vani Ngọc Minh và bé Trung Thiều xin trân trọng kính chào quý vị và khán thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta không thể thiếu những món ăn tinh thần, đó là văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị hãy cùng hướng về sân khấu. Thank you.
champa chala mong hai phum sai dai prai rai chala mong hai mong klong chuak lai to tang chang chua chak lon thang no plai gal tut roi rap pau phun ovan ha to nong mue mung kan hoi kong yang cham ta hãy hướng về quê hương Độ Na, hãy nhìn về tháp Chàm cổ kính hao gầy qua bao tháng ngày mong đợi. Hỡi công dân Chăm Pa, hãy nắm lấy tay nhau, hãy nhặt lấy những viên gạch vụn đổ nát, cùng nhau xây đắp một mái nhà Chăm Pa yêu thương. Lịch cầu thầu api hôm cây mì va nan dơ lịch cầm bền tăng họ cho va thông hà tồm sắp kinh năng trang sarnai pa paranung thông tà to bằng sa châm pa konita prih paka mlam đoa phốn tân ạ tạ to tâm ya rica châm pa mlam ni. Kính thưa quý vị vừa thưởng thức qua bài Hòa tấu nhạc cụ cổ truyền Chăm gồm những tiết điệu Muren, Chà Và, Tăng Hó, gồm các nhạc cụ trống kỳ năng, Pa Ra Nưng, tiếng kèn Saranai cùng hòa quyện vào nhau tạo nên những tiết tấu âm thanh đầy cảm xúc và sống động. Và bài hát Chăm Pa quê hương tôi do Toca San Jose, Sacramento, LA và Seattle trình diễn. Thưa quý vị, Chăm Pa quê hương tôi, tác giả đã thốt lên những nỗi buồn và thương tiếc về cố quốc Chăm Pa xưa, nay chỉ còn lại những đồi núi hoang vắng, những ngõm tháp rêu phong hao gầy vì mong đợi. Và tác giả của bài hát này không ai xa lạ trong ban tổ chức của chúng ta, đó là anh Qua Sim Từ. Anh Qua Sim Từ, xin mời anh đứng lên để mọi người cùng biết ạ. À, thầy Qua Sim Từ Pa Lai. That's right there.